Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị và các bạn. Và cũng theo đúng tiêu đề mà em đã đăng, thì trước mắt quý vị và các bạn đây là chiếc lọc xì Pioneer 3 con 7. Chiếc lọc này thì nó là quá nổi tiếng rồi ở cái phân khúc rẻ tiền và đèn hai bên. Đây là dòng quay điện tử nhá. Về cái dòng quay điện tử này thì nó cũng có nhiều cái nút và nhiều cái phím, nó khó dùng hơn dòng cơ. Thế nên chính vì thế mà bán chiếc lọc xì, thanh lý chiếc lọc xì Pioneer này, em cũng rất muốn là gặp được khách hàng mà trẻ tuổi hoặc là những người biết một chút xíu này, thì chúng ta sẽ có cái sự am hiểu nhất định, thì sử dụng chiếc lọc xì này sẽ dễ dàng hơn. Chiếc lọc này được thiết kế với chiều rộng là khổ 42, chiều cao là 7 phân và chiều sâu của nó đây 33 cm, giống 7800 mắc đôi. Có hai đèn hai bên và mỗi bên của nó đang sử dụng là 10 dải tần một vế. Dải tần cao nhất của nó là 16.000 Hz và dải tần sâu nhất của nó 32 Hz. Con này tiếng khá tốt luôn. Con này em thanh lý là bởi vì là làm sao ạ? Trước tiên là nếu như mà đang có tín hiệu nhạc nó nháy như này thì ok, không có gì cả. Không có gì cả luôn. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái đèn bên này nó hơi mờ mờ một chút xíu. Đấy, còn bên này thì không sao. Nhưng đây, khi bắt đầu em bắt đầu chỉnh nhá, bấm vào nút flash này. Thì đây anh em nhìn thấy chưa? Nó bị chập các cái đường đèn này vào với nhau. Đây. Nhưng mà chạy không bị nhá. Đây. Đấy, nhưng mà khi chúng ta chỉnh qua cái nấc của nó rồi thì nó sẽ hết. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Còn với cái lọc xì Vic sao lọc xì Pioneer 37 này thì chúng ta muốn chỉnh hai vế thì chúng ta hãy bấm một nút L cộng R để cái đèn này nó sáng lên, nên để cái đèn này sáng lên. Và đây là nút quay, tắt quay và bật quay này. Thì trên cả cái màn hình hiển thị này của nó thì chúng ta nên để chỉ có ba cái đèn này nó sáng thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ chỉnh đây giải siêu trầm này. Đấy. Giải trầm này. Giải tem này. Đấy, khi cái giải này nó bấm đến một lúc nào đó thì nó lại tắt cái đi kia đi này. Đấy. Đây, để em bật lại. Và cái giải chung chúng ta hay nén xuống thì chúng ta bấm cái giải 1K xuống đây. Đấy, mà anh nhìn thấy chưa? Đơn giản đi thôi. Đấy là cái cách chỉnh. Và sau khi chỉnh xong rồi thì chúng ta có thể để in như này và vẫn dùng bình thường và tắt nguồn đi, bật nguồn lên. Nó vẫn ra đúng cái hiệu ứng mà chúng ta đã chỉnh. Đây. Còn đây là nút qua quai và không qua quai này. Chúng ta cũng nghe âm sắc qua quai và không qua quai này. Về phần ruột gan thì con này phải nói là nó cũng còn rất đẹp. Em bao cho anh em là zin nhá. Rất đẹp. Đây. Tín hiệu cổng vào của nó là ngoài cùng này và tín hiệu cổng ra nó bên cạnh này. Đấy, cũng giống như cái câu nói ngay đầu tiên của nó, em rất mong là gặp được những người biết sử dụng một chút nhá, mặc dù con này nó cũng không có gì phức tạp ở đâu. Nhưng mà rất mong gặp anh em biết sử dụng một chút thì nó sẽ nhàn hạ hơn, bởi vì con này em đang bán thanh lý mà. Và con này nó có đa cầu điện ở chỗ này. Chúng ta muốn sử dụng điện 100V hay điện 220V thì chúng ta xoay ở đây là được. Đấy, hiện tại bây giờ em đang để điện 100V này. Cắm trực tiếp xuống âm đi 7800 là ok luôn. À, máy móc bên trong của nó đây. Ruột gan ok luôn. Và con này thì cho em xin phép được thanh lý tới quý vị các bạn là với giá là chỉ có 2 triệu 3 con này. Anh em cứ tham khảo nhá, con này trên thị trường đang bán toàn 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Vậy em đang bán 2 triệu 3 là chỉ bằng một nửa so với giá bình thường. Đấy. Tất cả các chức năng của nó thì em vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ trong vòng 3 tháng. Còn lại là về vấn đề cắm sai điện hoặc là vấn đề va vỡ hoặc là vấn đề gì đó thì bên em sẽ không liên quan. Đấy. Rồi. Số tài khoản em trên góc màn hình, đặt cọc trước cho bên em thấp nhất là 500.000, em sẽ ship con này đến tận nơi cho anh em và kiểm tra hàng và thanh toán nốt tiền cho nhân viên bưu điện. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ. Thank you anh em một lần nữa.